Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tuần tới, Bắc Bộ có thể đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rét. Dự báo thời tiết tuần tới, không khí lạnh có thể tràn về Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đi kèm là mưa rào và dông rải rác, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển rét. Khu vực này khả năng có mưa rào và dông rải rác, trong đó Trung Du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khoảng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 3, không khí lạnh tràn xuống Trung Trung Bộ, trời chuyển rét và khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Quay trở lại thời tiết thời điểm hiện tại. Từ ngày 9 tháng 3, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng gia tăng trong ngày, nhưng vào thời điểm đêm muộn và sáng sớm thì trời vẫn còn tiếp tục lặp lại tình trạng nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ làm giảm đôi chút tầm nhìn xa. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều, tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có thể đạt mức từ 25 đến 28 độ, sau đó sẽ tăng thêm khoảng 2 độ trong ngày 10 trước khi giảm trở lại trong ngày 11. Khu vực các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ trong những ngày tới phổ biến không mưa, đêm muộn và sáng sớm khi phải lưu thông ngoài trời thì người dân cần lưu ý sẽ có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày 9 tháng 3, dao động từ 25 đến 28 độ, có nơi còn cao hơn. Ngày 10 tháng 3 mức nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 2 độ và giảm về mức 25 đến 28 độ trong ngày 11. Tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến ngày 11 thì phổ biến có mưa vài nơi, chế độ nhiệt ẩm ít biến động. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét nhẹ về đêm và sáng. Trưa chiều trên cả nước, trên cả khu vực có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ trong ngày 9 tháng 3 và tăng nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa vài nơi trong thời gian tới với nhiệt độ có phần cao hơn đôi chút so với khu vực phía Bắc miền Trung. Cao nhất ngày 9 tháng 3 dao động từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn, sau đó tăng thêm khoảng 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khoảng ngày 13 đến ngày 14 tháng 3 thì không khí lạnh tràn xuống Trung Trung Bộ, trời chuyển rét và khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, thời tiết ổn định, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến từ 16 đến 19 độ. Ban ngày trời có nắng ấm với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều, chủ yếu từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ là nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước trong thời gian tới. Với nắng nóng nhẹ, cục bộ có thể xuất hiện một số tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh với nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng 35 độ. Các nơi khác của Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ.